Chào các bạn, chúng ta cùng phân tích cái thị trường chứng khoán phái sinh cái phiên ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên nhất là chúng ta sẽ phân tích các cái vùng giá quan trọng của đồ thị ngày hôm nay. Cái đó nó sẽ quyết định đầu tiên nhất chúng ta sẽ quyết định được cái khung thời gian mà tham chiếu đó, chúng ta đang phân tích nó sẽ là gì? Khung thời gian H1, khung thời gian H4 và khung thời gian 30 phút và khung thời gian 15 phút. Thì đầu tiên nhất các bạn nhìn ở đây. Cái phiên phái sinh cái phiên ngày mai ấy, chúng ta sẽ nói đến phiên ngày mai là phiên ngày 14 tháng 9. Thì phiên ngày 14 tháng 9 như thế nào? Phiên ngày 14 tháng 9 này chúng ta xác định là ở đây nó có một cái hỗ trợ cực kỳ quan trọng này, ở cái vùng giá gì? Ở cái vùng giá là khoảng 70, 70 đến nhiêu? 70 đến khoảng 68, thậm chí là sâu hơn một chút nữa là có thể xuống tới bao nhiêu ạ? Có thể xuống tới cuối vùng 64, nó là gì? Những vùng hỗ trợ quan trọng, nguyên một vùng khoảng 70 đến 64. Là vùng giá vùng hỗ trợ rất là quan trọng, mà cái vùng hỗ trợ này chúng ta nhìn thấy là gì, nó đã gì, nó đã tồn tại một lần, hai lần, ba lần đấy, và nguyên một vùng này cũng là 4 5 lần test đi test lại đây. Thế thì ở cái chỗ này chúng ta sẽ xem xét như nào? Thế thì ngày mai chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta long hay là chúng ta short? Thì đầu tiên nhất là ngày mai ấy, thì phiên hôm nay hiện tại bây giờ là Dow Jones nó đang gì, đang giảm khá là sâu, đang giảm khá sâu, thì mình nghĩ là mai ATO sẽ có cái gap đấy, thì có thể là cái gap nó sẽ rơi về cái vùng gì, rơi về những cái vùng hỗ trợ này, có thể là rơi về 67 hoặc là thậm chí sâu hơn, có thể là 64 cũng có thể, hoặc cũng có thể là sâu hơn một chút nữa cũng có thể. Tuy nhiên các bạn lưu ý là ở cái vùng này này, ở vùng này có khả năng nó sẽ gì, sẽ đảo chiều đấy, có sẽ đảo chiều. Thế thì đảo chiều về đâu? Đấy. Thì có thể là nó xuống đâu đây, xong rồi nó lại đảo chiều một cái lực gì đấy long lên đâu đấy ở cái vùng đầu trên này. Đấy, đầu trên này. Chứ ở đầu trên cái vùng hỗ trợ này, đấy, trên cái vùng mà đây, đây vùng đây. Lên lại về 75 76 đấy, đấy. Nên là chúng ta lưu ý là có thể là ở cái vùng này chúng ta gì? Chúng ta sẽ canh lo ở cái vùng xuống cái vùng khoảng 64 hoặc là 67, thậm chí là 69 hay 7 gì đấy, chúng ta có thể canh lo, có thể canh lo vùng này. À, còn nếu chúng ta muốn short, chúng ta muốn short là gì? Nó phải thủng cái vùng này đã thì chúng ta mới short. Đó. Nhưng mà nếu như trong trường hợp sáng nha, buổi sáng ATO mà nó thủng luôn cái vùng này đi, nó thủng cái vùng này đi thì cái xác suất nó sẽ gì? Chúng ta sẽ đợi, nếu chúng ta muốn short chúng ta sẽ đợi nó hồi về, hồi về đâu đấy ở cái vùng, những cái vùng khoảng 64 hoặc là 68 gì đấy thì chúng ta may ra chúng ta short. Thì nó sẽ cái xác suất thành công chúng ta nó cao. Còn nếu mà nó chưa thủng cái hỗ trợ này này thì xác suất nó sẽ gì, nó sẽ hồi lại để chúng ta có mệnh lệnh lo, lon đâu ở cái vùng gì, vùng 64, 64 hay 66, 67 gì đấy, và gì, và chúng ta muốn sọt lại thì chúng ta phải chờ nó lên đâu đấy ở những vùng này này, ở những vùng mà đây đó, ở những vùng này thì xác suất mà gì, chúng ta sọt lại, chúng ta sọt lại những vùng này xác suất thắng chúng ta cao đấy. Còn nếu mà không thì nó khó, đây, đoạn này nó khó thì phải xin cái phiên ngày mai thì nó sẽ như vậy. Trong trường hợp mà nếu nó thủng này, nó thủng hai cái vùng này đi, đấy, mở cửa thủng luôn và nó đâu như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng là nó sẽ hồi đâu đấy lên vùng này hoặc là hồi lên trên một chút đấy, thì chúng ta sẽ xem xét sọt nó hay hơn đấy, xem xét sọt hay hơn đấy. Thì nhưng mà cái ngưỡng này là cái ngưỡng rất là quan trọng này đấy, cái ngưỡng này cũng là một ngưỡng hay gì, cái ngưỡng này cũng là một ngưỡng này, nó đã nằm và tồn tại ở đây khá lâu rồi, nên là gì, nên cũng có thể là nó sẽ không gãy mà nó sẽ đi như thế này các bạn nhé, nó không gãy mà nó sẽ đi như thế này. Nó sẽ đi như thế này này, nó xuống đây, nó xuống đây này, đây, xong rồi nó sẽ lên đây, xong rồi nó lại gì, nó lại xuống đâu đây, đây. Nên nó dồn vào những cái vùng góc này và nó có cái bước lại lên đây cũng có, đây. Thì chúng ta cũng có thể xem xét ở những cái kịch bản như thế này xảy ra trong cái phiên phái sinh của ngày mai. Đấy, còn nếu trong trường hợp mà nói gì, trong trường hợp mà ngày mai nó vượt, nếu mà trong trường hợp mà ngày mai xác suất ngày mai mà nó ở đây này ATO gì đấy mà nó vượt hẳn lên trên vùng này thì dễ, các bạn có thể gì, có thể tìm một cái điểm nào đấy, nếu mà lên trên cái vùng này thì bạn nên nhớ là ở đâu đây nó có kháng cự này, à, đâu đây có kháng cự thì bạn cũng có thể xem xét trong vùng này, có thể xem xét mà nếu là không ổn chúng ta sẽ sọt ở vùng này, sọt thì ở cái vùng này thì buộc phải chốt ở đâu đấy ở những vùng như 82 hoặc là gì 78 đấy, sọt 88 hay là sọt 89 đấy, chốt 82 tầm
tầm tầm 200 bit hoặc là gì, 7 800 7 900 bit, 7 800 bit gì đó quanh quanh đây. Đấy thì chúng ta thử sọc như vậy nha. Đấy. Tại vì trong cái giao dịch chứng khoán phái sinh thường là chúng ta hay đánh theo dạng gì? Chúng ta thường theo đánh theo dạng đuổi ấy. Ta rất là dễ gặp rủi ro. Đấy thì bản thân mình cũng đã trải qua khá là nhiều lần bị dính. Đấy, thì nên là gì? Nên bạn lưu ý là một là chúng ta phải đợi. Ở trong giao dịch phái sinh nó có hai phương pháp đánh. Một là các bạn sẽ đánh drop out. Hai là bạn gì? Bạn đợi giá hồi lên mà đánh. Đấy. Thì cái kênh này nó sẽ chuyên về phân tích cho các đồ thị, dụ như có thể là chúng ta phân tích về phái sinh, chúng ta sẽ phân tích về hàng hóa, chúng ta sẽ phân tích về gì, chúng ta sẽ phân tích về các cái dạng khác, ví dụ như có thể là FX theo số thứ, thì mình sẽ dành cái này để mà phân tích cho các cái thị trường. Trading là chính, trading là chính, thì để mà các bạn có thể có cái góc nhìn hơn về rồi phân tích cũng như đầu tư, thì cái kịch bản xây dựng như vậy. Nên các bạn lưu ý ở những vùng giá, ở vùng 65 số 5, số 4 đã ở, lưu ý ở những vùng giá này. Đấy, các bạn lưu ý nha. Đấy, lưu ý để chúng ta gì, để chúng ta có khi kịch bản đánh. Còn trong cái giao dịch mà trading thì bạn nhớ là gì, một trong những yếu tố quan trọng nhất đó chính là đợi chờ. Nếu mà chúng ta đợi chờ được thì chúng ta sẽ kiếm được tiền, mà chúng ta không đợi chờ được thì chúng ta cũng rất là dễ rủi ro ta mất tiền. Đấy, nên là chúng ta đợi chờ được thì chúng ta sẽ cảm thấy cái việc trading đầu tư nó không khó. Nếu chúng ta không đợi chờ được thì chúng ta sẽ thấy nó rủi ro. Đấy. Thì cái khung tham chiếu mà mình hay giao dịch nó trên các cái khung thời gian mà mình thường giao dịch lại cái khung thời gian 15 phút. Đấy, khung thời gian 15 phút thì hôm nay thực tế là đây nó đưa đây nó hồi lên một cú rất là mạnh, tuy nhiên là nó ở những vùng cản này khá lớn, vùng cản bị chín mấy đồ khá lớn nên nó không vượt được và nó rớt lại xong hồi lại về cái vùng gì 7 8 một lần nữa, vùng đỉnh một lần nữa, và ATC nó lại rớt tiếp một lần nữa, rất là rác, thật sự như vậy. Nên khi mà phân tích để mà giao dịch chứng khoán phái sinh thì mình nghĩ là các bạn nên phân tích ở những cái timing thời gian lớn để chúng ta xác định được các cái điểm, các cái vùng giá quan trọng. Thì từ cái những vùng giá quan trọng đó chúng ta sẽ có những cái gì, có những chiến lược giao dịch cho nó phù hợp. Đấy, chứ nếu chúng ta không phân tích như vậy thì cái xác chúng ta rất là dễ bị thua lỗ, bị mất tiền. Ví dụ như ở vùng này các bạn nên nhận đây này, đây này, thấy không, đây là cái đỉnh trước đấy ha. Đấy thì các bạn nhìn thấy là khi nó lên tới trên vùng này rồi thì nó không thể lên vượt được nữa mà nó rớt xuống luôn. À, từ đây từ vùng 95 rớt xuống 90, rớt xuống 90 xong rồi như là đóng cửa rồi, trong AT sâu cái phiên ATC gì đó thì nó rớt, hay là ATO đã rớt xuống tới vùng 84, các bạn thấy. Có nghĩa là chúng ta xác định được các cái vùng giá, xác định được các cái vùng giá quan trọng thì khi đó chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ tìm được các cái điểm ra vào hợp lý. Đấy. Rồi thêm một cái nữa là cái thứ năm này là cũng là một phiên đáo hạn phái sinh, thì chúng ta cũng phải hết sức lưu ý trong cái phiên đáo hạn. Là có thể là cái phiên đáo hạn thì cái thị trường sinh nó sẽ không biến động lớn. Ở là cái thời gian sắp diễn ra đáo hạn thường nó sẽ không biến động lớn lắm. Đấy, thì đấy là một cái chúng ta lưu ý. Đấy, chúng ta lưu ý. Thì nếu chúng ta mà phân tích chung ấy, chúng ta xác định được các cái vùng giá chung thì cái điểm vào điểm ra chúng ta nó sẽ chuẩn hơn. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy này, đây là hỗ trợ cực kỳ quan trọng, khi nó xuống cái hỗ trợ này thì nó không thủng nữa. Ở đây là vùng 82 này ha. Đấy, nó không thủng nữa mà từ đây nó hồi lên một lực rất là mạnh, lên tới đâu, lên tới 90, lên thậm chí là gì, hồi lên tới 90 93 luôn ấy, 93 luôn, từ đây là 83 lên 93 là lên 10 điểm. Bạn thấy nó kinh khủng không? Lên 10 điểm. Đấy. Nên là chúng ta cũng phải lưu ý ở những cái vùng giá này, lưu ý ở những vùng giá này nha. Đấy. Thì hàng ngày như vậy thì có thể là kênh sẽ cập nhật cho những cái phân tích hay những cái kịch bản sắp tới đối với cả thị trường chứng khoán phái sinh, cũng như có thể là thị trường hàng hóa hoặc là những cái thị trường trading khác mà chúng ta gì trading chúng ta có thể phân tích. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ những cái thị trường mà nó sẽ được Việt Nam cho phép hợp pháp hơn, còn những cái thị trường khác thì ta phân tích theo dạng gì, ta phân tích theo dạng là đánh giá thôi thì nó sẽ hay hơn đối với việc trên trading. Còn phái sinh vẫn là gì, vẫn là cái mà ở Việt Nam được cho phép, nhưng mà phái sinh nó có một cái giới hạn rất là dở, nó chính là có cái phiên ATO ATC. Đó là những cái phiên mà rất là bị gì, rất là dễ bị gì, bị nói chung là gần như nó bị tác động bởi gì, bởi các yếu tố bên ngoài, ví dụ như là thế giới, tin tức thế giới, hay là những tin tức vĩ mô mà có ảnh hưởng một phát, thì cái phiên ATO, phiên ATC là gần như là những cái phiên gì, gần như là những cái phiên có những cái biến động rất lớn. Thì các bạn cũng lưu ý là những cái phiên đó chúng ta hạn chế giao dịch,
Đấy, hạn chế giao dịch qua đêm, hạn chế giao dịch những phiên HTO, hoặc nếu có giao dịch thì chúng ta nên gì? Chúng ta nên giữ tài khoản ở một mức độ cực kỳ an toàn, nghĩa là chúng ta dành 5 7% 10% gì đấy, chúng ta có thể là gì, sổ số qua đêm, có thể theo dự 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 báo, nhưng mà có nhiều thứ ta không thể đoán được. Đấy, thì để lỡ mà có cái gì đi chăng nữa thì chúng ta có thua lỗ, nhiều ta chỉ mất một phần rất nhỏ so với gì, so với cái tài sản chúng ta có, so với cái vốn chúng ta có, thì chúng ta không vấn đề gì. Còn nếu chúng ta không làm được điều đấy thì cũng sẽ rất là dễ có rủi ro. Đấy, thì hy vọng rằng những cái phân tích này nó sẽ giúp cho anh em có cái góc nhìn và đầu tư một cách hiệu quả. Đấy, thì cái video về phát sinh hôm nay đến đây là hết rồi. Đấy, thì có thể là sẽ có những cái video và có những cái chia sẻ những một số cái phương pháp đầu tư, một số phương pháp phân tích để các bạn phân tích, hay có để các bạn thì có thể là dựa đấy các bạn có thể phân tích các thị trường khác. Xin chào mọi người.